Mình tên là Bích Ngọc. Con đường ca hát này thì thực sự ban đầu từ bé Ngọc đã thích, nhưng mà chưa hướng tới là sẽ đi vào chuyên nghiệp. Lúc đầu Ngọc học xong lớp 12 thì Ngọc đậu vào sư phạm toán thành phố Buôn Ma Thuột, nhưng mà lại còn mơ hồ và muốn được đứng trên sân khấu hát. Thế thì cũng cố gắng năn nỉ bố mẹ để thi vào đây. Ngọc sẽ quyết tâm đi tới cùng con đường của mình đã chọn, đó là niềm đam mê của Ngọc. Ngày mưa em vâng anh thầm nhớ nơi chúng ta quen nhau trong ngày mưa ấy, từng giọt ướt áo em nhớ anh cứ trôi theo em trên từng góc phố mà em vẫn cứ đi chẳng hề hay biết anh đang sao. Chỉ muốn che tóc em rồi cơn mưa ấy rơi thật lâu, chỉ có một màu nắng dâng đầy. Anh thấy đây là cũng là một trường hợp hiếm hoi, là cái ngoại hình và cái giọng hát nó ăn nhập với nhau. Tức là có rất nhiều bạn trông rất đẹp, rất xinh mà vào thì giọng hát vô cùng xấu. Không xinh. Và anh chắc chắn là anh chọn em đi tiếp. Cảm ơn anh. Tuy nhiên có một điều chị không thích, đó chính là khi mà em hát em dùng những cái nốt tô điểm cho cái nốt chính nhiều quá, cho nên đâm ra nó hơi bị éo rồi. Nốt tô điểm là nốt gì chị? Ví dụ như là nốt chính của em là nốt son thì em phải lấy thêm một nốt gì đó nữa, em hiểu không? Đó, rồi nó mới đến cái đó, nó mới đến cái nốt son đấy, hoặc là sau tức là hát nốt chính xong lại phải thêm một nốt tô điểm nữa, đó là nốt tô điểm. Ok. Đấy. Anh Hương. Thì anh chọn rồi. Chị theo anh Quân. Chị chọn em. Anh. Anh đi bay bàn cho em. Em cũng anh chị. Không rồi, có gì. Okay. Anh được quyền đưa vé vàng cho em, hôm qua giờ chưa đưa ai xin hết. Dạ. Em cảm ơn chị. Okay. Okay. Dạ. Bạn chị. Dạ chị. Bé đó là của anh đó nha. Dạ. Liệu những thí sinh tiếp theo của chúng ta có nhận được tấm vé vàng như cô gái xinh đẹp này hay không?